là việc nói là họ họ tức là những người chống cộng đó, những phe chống cộng ở bên đây đấy, là không có ngày quốc khánh. Đúng thế, cái câu này đúng. Tại sao? Cái ngày quốc khánh của chúng ta là cái ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập đấy, Tức là thoát khỏi ai cấm quyền của người ngoại bang. là cái ngày đó là cái ngày chung cho đất nước. Thì đáng lẽ đó, đáng lẽ nếu mà là họ là con rồng cháu tiên, họ cũng phải vui mừng cái ngày hôm nay, cái ngày mùng 2 tháng 9. Họ chỉ có cái miền Nam là sau 2 tháng 9, là khoảng 23 tháng 9 đó, thì mà cái ngoại quốc nó mới trở quẻ, nó mới Pháp nó mới trở vào miền Nam và nó mới chia cắt cái miền Nam ra. Do đó cái ngày quốc khánh này chúng ta vẫn là một nước độc lập. Thì những người ở miền Nam nếu hiểu được cái lịch sử đó thì đáng lẽ là cũng phải ăn mừng cái ngày quốc khánh này. Và nếu không ăn mừng cái ngày quốc khánh này, họ chỉ còn lại những cái ngày nhục nhã. Họ Những cái ngày nhục nhã không. Thành ra bây giờ em nói là họ không có ngày quốc khánh là đúng. Những người đúng ở rồi, bên đây, những người mà ba chào chào cờ ba sọc đó là không có ngày quốc khánh. Đấy. đúng ra là họ là con cháu hay anh em hay bà con của những người mà đã đứng vào trong cái hàng ngũ Pháp Vatican để chiến đấu chống lại tất cả các cuộc nổi dậy của nhân dân ta, ngay từ cái thời mà ông Trương Công Định phất cờ khởi nghĩa thì họ đã đứng về phía đảng, họ chống lại. Cho tới bây giờ. Cũng nên nói rõ như thế này, trước năm 1945 đấy, tức là thằng Pháp với là thằng Vatican nó liên kết với nhau, nó tấn chiếm nước Việt Nam từ tháng 9 năm 1858 đến năm tháng 7 năm 1885 thì nó hoàn toàn đất nước, thống nhất đất nước chúng ta, và ở đâu cũng có cái bộ máy cai trị của nó. Thế nhưng mà khi mà ông Hồ nổi lên á để tuyên bố độc lập và quân Pháp trở lại tái chiếm Đông Dương thì cụ Hồ mới, nó là hùng ngoại lắm, nó chiếm hết tất cả những cái đô thị lớn với cái trục giao thông nối liền đô thị lớn, thì cụ Hồ Chí Minh mới đưa ra cái là mình lấy nông thôn bao vây thành thị và chia làm ba giai đoạn, tức là cầm cự phòng ngự, cầm cự và đóng đông đông, thì tất cả như là ngay ở Nam Kỳ đó là nó đã tấn công vào thành phố Sài Gòn ngày 23 tháng 9, nhưng mà nó chỉ tấn công chiếm được Sài Gòn với lại cái trục giao thông từ đó đến Vũng Tàu đến Vĩnh Long thôi, nhưng mà ra khỏi đó một cái trục lộ giao thông hay thành phố đó một cây số thôi là người của mình rồi. Ông Tư Cang là một ví dụ, ông ấy là người hiểu Vũng Tàu chứ ở đâu, nhưng mà ông ở ngay kế ngoài vùng ngoại ô nó không nắm được, thành ra nó thua ở chỗ Phải đó. nói là quân đội của Bác Hồ nó có mặt khắp nơi. Khắp nơi Bác ngoại Hồ trừ cái thành phố lớn, mình ngay Bác vòng phố Hồ lớn mình cũng Bác không Hồ rồi. là lãnh đạo nhân dân, bác người của bác khắp mọi nơi, vì thế mà bác mới có thể có lực lượng chống lại ngoại quốc mà một cách là sửng sốt. Người ngoại quốc không thể tưởng tượng được một cái nước nhỏ bé mà họ đem cả bom đạn, cả lực lượng hùng hậu, nghĩa là họ muốn đốt cháy cái cả nước Việt Nam, nhưng mà họ vẫn không đốt cháy được cái lòng yêu nước của người Việt Nam, là vì cái quân đội Bác Hồ đã có mặt khắp nơi trong nhân dân. Họ không biết ai là Việt Cộng, không biết ai là cái người thường. Đó Một là trong những người cái khốn nạn của cái người lãnh đạo một của trong miền những Nam, người mà họ không lãnh biết. đạo của Đảng Cộng sản, à Đảng Quốc dân Đảng thời ông Nguyễn Ái Học đó là ông Hoàng Văn Đào, ông ấy nói rõ rằng cái lòng căm thù của nhân dân Việt Nam đối với cái thế lực xâm lăng là nó tích lũy từ lâu rồi, nhưng mà đến cái lần đó năm 1945 đó thì tất cả toàn dân đều hừng hực căm thù nó, và người ta chỉ cần biết ai phất cờ lên, không cần biết người đó là cộng sản hay là gì cả, đều theo để chiến đấu giải thoát cho nhân dân Việt Nam cái ách thống trị của ngoại bang đã làm cho đất nước Việt Nam chúng ta chết đói. Đó là ông Hoàng Văn Đào, ông là người của Đảng Quốc dân Đảng, nhưng mà Quốc dân Đảng của thời ông Nguyễn Ái Học chứ không phải Quốc dân Đảng thời ông Vũ Hồng Canh. Thôi bây giờ mình còn có hỏi gì nữa không em? Con thì đối với con thì lịch sử mà tổ tiên của chúng ta hồi xưa giờ mà từ thời vua Hùng đến bây giờ để dựng lên đất nước thì sự thật là cái gì nếu mà thuộc về Việt Nam là thuộc về Việt Nam, còn những người mà bên này mà những người mà chống cộng hay là tự cho họ là chính nghĩa quốc gia hay là gì đó đó
cái đó là họ chỉ sống về cái mơ mộng trong một cái mọi cái bàn cờ của những người ngoại bang để dựng lên thôi. Còn trong khi mà nếu mà họ làm được cái gì không, sự thật thì họ không có làm được gì đó, tại vì họ chỉ là một con chốt, hay là họ chỉ là một con thiêu thân, hay là họ chỉ là một khúc gỗ mà bây giờ là cũng trôi qua sông lặng đặng trong trên mặt nước thôi. Nếu mà nói về tương lai thì dĩ nhiên thì con cháu của họ thì nếu mà họ cảm thấy chống được thì đó là có quyền của họ, nhưng mà nếu mà nói về mà đụng tới ai, mà đụng tới dân tộc Việt Nam á, thì họ muốn chống á, trước khi họ phải hỏi thằng Mỹ trước. Mỹ đã từng thất bại cuộc chiến ở Việt Nam như thế nào. Thì đối với những thành phần mà chống cộng á, con nói thiệt á, hai bác á, là họ chỉ là con kiến mà chỉ bò qua gốc cây để rinh một khúc mồi nào đó về làm tổ cho vui vậy thôi, chứ nếu mà nói về mà xây dựng đất nước á, thì con thấy là họ không đủ tư cách, mà họ cũng không có can đảm, và họ cũng không có mà dũng khí mà để mà xây dựng đất nước đâu. Họ chỉ là một người mà thứ nhất là vô ơn, cái người mà vô ơn rồi đó thì không có gì mà gọi là xây dựng đất nước á. Thì con chỉ có cái gì đâu, không biết là cô Châu có còn đặt câu hỏi gì cho con không, hay là bác Quang gì đó thì mình cũng kết luận đi, là vì thật ra đó là cũng may là bây giờ những cái tâm trạng đó đó họ chỉ còn lại là những người gọi là tự ái thôi. Tự ái là muốn chứng minh rằng hồi đó giờ mình chống cộng là đúng, thành ra còn gượng gạo vậy thôi, chứ còn thật ra trong tâm sâu thẳm trong tâm hồn của họ là đã đuối rồi. Sâu thẳm trong tâm hồn họ đã đọc được nhiều cái tài liệu bên đây bên kia ra rồi, họ trong lòng họ cũng biết được sự thật rồi, nhưng mà cái miệng của họ vẫn còn nói ngoan cố, nói ngoan cố thế thôi, chứ thật ra cô biết là bây giờ cái thành phần mà thật tâm chống cộng cũng không còn nữa. Thành ra đó bây giờ là cũng nói rõ này nè, những người chống cộng đó họ không có thực lực là một, không có lý tưởng là hai, họ nói láo là ba. Ba cái đó làm cho họ không có ai theo họ, thành ra họ thất bại. Nó phải có thế lực của nhân dân đứng đằng sau ủng hộ mới được, mà nó không có. Họ chuyên môn họ dùng cái câu là còn nước còn tát, nhưng mà họ đâu có nước đâu mà tát luôn, họ đâu còn nước mà không có phương tiện để tát, như là họ không có gầu nữa. Không có cái đồ đó chứ, họ dùng cái danh từ là còn nước còn tát, nhưng mà họ có nước đâu mà tát. Họ mất gầu rồi. Họ không mất cái đồ tát nữa, họ không còn cái gì hết. Thành ra đó cũng cái gì tất cả cụ Hồ về Việt Nam đó là hai bàn tay trắng, cụ tự tạo ra hết, cụ lấy cái chính nghĩa, cụ khích động nhân dân nghe thấy là hồ hởi theo cụ. Cái thật ra đó là cái cũng là niềm vui của mình. Bây giờ ngay cả những người mà chống cộng là cố cán ở Việt Nam, ở Texas, ở nơi này nơi kia, họ cũng lẳng lặng họ đi về Việt Nam, và chính phủ Việt Nam vẫn mở rộng vòng tay đón họ về. Bởi vì thật ra là chính phủ Việt Nam đã nhìn thấy họ không còn làm gì được nữa, giống như em đã nhận xét là họ không thể làm gì được nữa, thành ra họ được về và Việt Nam không động gì tới họ hết. Họ muốn làm ăn cái gì thì làm, và về Việt Nam rồi thì họ lẳng lặng họ chỉ làm ăn thôi, chứ họ không dám nói gì nữa. Mà ở bên đây thì là gãy càng hết rồi. Nói vậy con với thách họ vậy nè, thì bác Quang và cô Ly cũng nghe cái câu bác Hồ nói là sông có thể cạn, núi có thể mòn, chân lý đó không bao giờ thay đổi. Con cho con chia sẻ một phút nữa. Đây. Nói về quốc khánh, sự thật bây giờ con nhìn có quốc kỳ Việt Nam của chúng ta nè. Cô biết á, đối với con, cá nhân của con nha, còn không biết là hai bác nghĩ sao, hay là những người nghe, hay là những người thế giới nghĩ sao. Con thấy những người, những quốc gia mà trên thế giới đó, quốc kỳ của họ đó, họ có nhiều cái mà nó họ cảm thấy đối với họ là họ giống như là mẹ nó có con rồng con rắn, con xương rồng và con rắn lụa Mỹ là nó có 13 sọc là 13 tử bang hồi xưa rồi 50 nữa rồi Pháp rồi Nhật hay là Campuchia Lào ra quốc kỳ của họ có những cái gì đó. Nhưng mà đối với con đó, nếu mà nói về phong thủy đó, Việt Nam của mình, cái người mà sáng tác ra quốc kỳ Việt Nam của mình chỉ có một không hai trên thế giới, cái quốc kỳ Việt Nam của chúng ta rất là phúc đức, rất là đẹp nữa. Nó không những một phúc đức, mình đi theo cái truyền thống cũng giống như là một cái bao lì xì hồi xưa mà toàn là màu đỏ,
màu đỏ mà bao xung quanh cái ngôi sao vàng, mà ngôi sao là ngôi sao, có biết mà ngôi sao là cả nghìn năm, cả triệu năm mới chết, chứ không phải là khơ khơ là chết đâu. Mà không những vậy, đã vàng vàng mà đã tỏa sáng, mà không những bao xung quanh là đỏ, mà đã là ở ngoài thì đỏ, ở trong thì vàng, thì không bao giờ chết và cũng không bao giờ thất bại. Cái sức mạnh về cái tâm linh, về những cái sự mà gọi là phong thủy. Thì Phúc Quốc Kỳ Việt Nam của chúng ta đó, rất là phải nói là hùng cường. Giờ con đưa ví dụ nè, cái design của ai design cái này cũng rất là hay. Đúng rồi, con đưa cái ví dụ nè, giờ con nhìn cái quốc kỳ của Nhật đi, ở trong ở giữa đó là màu đỏ, xung quanh là màu trắng. Bây giờ hiện giờ là sao? Màu trắng thì nghĩa là tụi da trắng được thằng Mỹ đó, Mỹ đó nó bao xung quanh cái dòng máu của Nhật, nó cai trị Nhật bây giờ nè. Rồi cái quốc kỳ Nam Hàn đó, nó gọi là dương gian, là cái bắc giới đó, giữa mà trắng đen và hai bên nó chia ra đó, thì cũng không khác gì đó là Bắc Hàn và Nam Hàn bây giờ, có thấy không? Cho nên nó có những người đó, họ không nhìn về cái sự mà con thì hai thường thường con nhìn về cái phong thủy đó, cái quốc kỳ Việt Nam. Nếu mà Nhật đó, mà bây giờ nếu mà nó muốn thoát ra Mỹ đó, phải đổi màu. Nó phải cần đổi màu con, nó đổi ngược. Nó cho màu trắng ở giữa, màu đỏ ở ngoài, bao xung quanh màu trắng. Tức là bị bao vây. Bao vây đó. Bọn da bị bọn da trắng phải bao vây. Đó. Thì con chỉ con chỉ con mới nghe đó. Tôi cũng không biết rõ là cái người nào nghĩ ra cái cách vẽ cái đà cờ đổi sao vàng. Con nghe là rất là gọn và rất là hay. Nếu mà theo mà tài liệu thì cái người dũng sĩ đó là Nguyễn Văn Tiến như Nguyễn Tiến như gì đó, nhưng mà sau này con nghe thì con nghĩ vậy nè, con nghĩ là chính là Bác Hồ, chính Bác Hồ có thể là nói cái người đó hay là cái chiến sĩ đó, đó về để chuẩn bị Bác Hồ, tại Bác Hồ thiên tài mà, thì Bác Hồ phân công cho ai á thì cái người đó phải làm cái nhiệm vụ á, có thể cho nên á thì theo con nghĩ, theo liên tâm là có thể cái ý của bác là như ý vậy. Của bác á là phân công cho cái chú này nè, nó là chú về chú làm quốc kỳ này nè cho tôi, rồi chuẩn bị khởi nghĩa ở Nam Kỳ, khởi nghĩa rồi này nọ rồi đó, tại có quốc kỳ xuất hiện ở miền Nam á đó. Cho nên thì theo con thì nếu mà có nguồn gốc mà nếu mà nói về mà cái sự mà sáng tạo ra, con nghĩ là chính là Bác Hồ sáng tạo ra cái quốc kỳ của mình. Vâng, à. Điều đó mình thấy cũng rất là hãnh diện. Bây giờ ở trên thế giới này mà có những cái cuộc nổi dậy đòi cái gì á thì họ thích lại theo gương Bác Hồ. Họ đưa cái lá cờ này rồi họ cầm cái ảnh của Bác Hồ cứ ca lên Hồ Chí Minh. Cái đó là người Anh đấy, sáng tác đó đấy, tác giả người Anh đó hay. Vâng, thì hôm nay mình bàn tới bàn lui thì hôm nay mình cũng rõ ra được một vài cái vấn đề, giống như là cô nhận xét là em nói cái câu mà cô rất là thấm thía, họ không có ngày Quốc Khánh bởi vì họ từ chối cái ngày Quốc Khánh thật sự. Cái ngày Quốc Khánh này là Quốc Khánh một nước Việt Nam từ Bắc chí Nam. Ai đã làm cho Việt Nam mình chia cách, ai đã làm cái đó thì những cái thành phần nước ngoài nó đi vào. Những người miền Nam phải biết lịch sử, phải biết mình bị cái thế lực bên ngoài tách chia mình ra khỏi cái một cái Việt Nam thống nhất mà Bác Hồ đã tuyên bố Việt Nam độc lập. Do đó là quý vị học sử thì quý vị cũng sẽ phải ăn mừng ngày Quốc Khánh này với chúng tôi, toàn thể chúng ta, Bắc Nam chúng tôi, chúng ta không kể ai là ai, người nước ngoài cũng như người nước trong. Cô mong rằng mọi người đều hiểu rằng cái ngày Quốc Khánh này là cái ngày Quốc Khánh chung của tất cả mọi người Việt Nam. Hết.